Ê, nhớ số của tôi này. Mày đi bán vé số đây, nộp tiền bảo kê chưa? Ở đây là công viên mà, tôi đâu biết gì đâu. Còn cái cố hả? Đánh nó đi bà. Sao? Bây giờ có tiền nộp chưa? Ngày nay em mới đi bán vé số ở đây hả? Em không có biết gì hết. Có gì anh cho em xin lại vé số đi. Em đi bán rồi, có gì em gửi lại tiền cho anh sau được không anh? Không có tiền đúng không? Đánh nữa anh ba. Đừng rồi, tha cho em. Nè, làm gì vậy? Đúng rồi. Mấy người làm gì vậy? Người ta chỉ đi bán vé số thôi mà. Mắc cái gì mà đánh người ta? Có tin là tôi báo công an không? Hả? Con Ranh nè, cái câu chuyện này không có liên quan tới mày. Bớt dây chuyện người khác, đi chỗ khác chơi nha. Tao thích dây chuyện đó. Rồi sao? À láo. Con này mày có tin tôi quýnh mày phụ ngõ mày không? Hả? Tụi bay tưởng ngon. Nhào vô đi, tao thách tụi bay luôn đó. Thôi được rồi, mày ngon đó, coi như là mày cứng. Bữa nay tao nể mặt con này, tao tha cho thằng ché đỏ đó. Hôm khác đi bán vé số là phải nộp tiền bảo kê nha cưng, chứ không là mày mình như mày. Điện ba. Vé số của tôi. Anh có sao không vậy? Tôi không sao. Sao tự nhiên đi ra đây bán số làm chi vậy? Anh không biết luật của tụi nó hả? Tụi nó mà thấy ai mà lạ mới á là tụi nó kiếm chuyện moi tiền liền. Tôi mới từ dưới quê lên đây, theo người ta lên đây kiếm chuyện làm á. Xong rồi tôi bị lừa. Chủ lấy hết tiền của tôi, xong rồi còn không trả lương cho tôi, rồi còn đuổi tôi đi nữa. Giờ tôi phải đi bán vé số để mưu sinh. Hay là anh qua xưởng với cha tôi làm đi. Ở bên đó đang cần công nhân á. Có thiệt không cô? Thiệt. Anh yên tâm, lương ở bển cao hơn là đi bán số nhiều. Vậy tôi cảm ơn cô. Đi thôi. Đây, em bê phụ cho. Ủa, bữa nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao á? Chăm chỉ dữ ha. Ủa, mẹ nói gì vậy? Bình thường con cũng làm mấy cái này mà. Bình thường cũng làm, đúng rồi, giỏi lắm. Giỏi, ngủ từ sáng tới trưa. Anh Kha, hay là giờ em với anh bê cái này vô trong đó đi. Thôi để anh bê cho. Thôi để em phụ cho. Nhỏ này bữa nay lạ lạ sao vậy ta? Đây đây được để. Cảm ơn em. Có gì đâu. Anh Kha, anh đợi em chút nha. Em có cái này muốn đưa cho anh á. Cái gì vậy? Tặng cho anh nè. Thôi. Đẹp không? Đẹp lắm. Cảm ơn em nha. Trước giờ chưa có ai đối xử tốt với anh như vậy hết á. Thì bây giờ có em. Tối nay mình đi chơi nha. Đi chơi hả? Dạ con chào cô. Nè, hôm nay con dẫn anh Kha về ăn cơm với mình á.
Thôi con vô ngồi ghế rồi mở tivi coi đi. Cô đang nấu cơm, chừng nào nấu xong rồi ra ăn cơm. Đi đi anh. Đi đi. Đi đi con. Ê. Bộ con thích con Kha thiệt hả? Mẹ làm gì nghiêm túc dữ vậy? Ủa mẹ không thích anh Kha hả? Hay là mẹ chơi anh Kha nghèo? Ý mẹ không phải là vậy. Ba mẹ cũng từ nhặt ve chai rồi mới tích góp mở được cái xưởng như ngày hôm nay. Mẹ đâu khinh người nghèo làm gì. Mà nghe mẹ nói nè, muốn yêu ai á phải tìm hiểu cho rõ ràng. Mẹ ngó bộ thấy cái vẻ bề ngoài nó vậy chưa chắc nó hiền lành đâu nha con. Mấy đứa trong xưởng nói hả là thấy nó hay nhắn tin gọi điện cho gái lắm. Con coi chừng con bị lừa đó. Được rồi, chuyện tình cảm của con á thì cứ để con tự quyết đi. Mẹ đừng có nhìn thấy người ta như vậy mà nghĩ xấu người ta. Làm gì vậy? Thì tại em thấy anh tập trung quá, anh làm gì anh nhắn cho ai vậy? Cái giò nước anh cũng không chịu tắt nữa. Nhắn cho ai là chuyện của anh. Nhưng mà anh không thích ai nhìn anh chầm chầm như vậy. Em làm anh hơi khó chịu á. Em cũng đâu muốn nhìn lén anh đâu. Mà anh nhắn tin với ai vậy? Anh chăm chú quá rồi anh không để ý tới em. Ủa anh đã nói anh nhắn cái gì là chuyện của anh mà ta. Mình làm ơn mình cho nhau một chút riêng tư đi chứ. Em xin lỗi. Coi cái mặt xị lại muốn khóc kìa. Thôi mà, anh xin lỗi được chưa? Anh sai, anh hơi nóng, xin lỗi nha. Thì ghét. Mà tháng này em xin cô cho anh ứng trước tiền lương nha. Tại vì nhà anh đang có việc cần á. Chỉ có những lúc này á, anh mới chịu nhẹ nhàng với em. Đi mà. Ừ. Thế ngày mai em nói mẹ cho. Cảm ơn cục cưng nha. Hay là anh bỏ cái chỗ đó đi về công ty em làm nè. Đương gì mà có 3-4 triệu sao mà sống. Thiệt hả? Vậy anh cảm ơn em trước nha. Ê, ai giống anh Kha quá vậy? Nói thiệt chứ anh cũng chán làm cái chỗ đó lắm rồi. Cái công việc gì đâu mà vừa nặng nhọc, mà ở trong cái xưởng nó còn nóng nữa, mà làm cả ngày còn mệt muốn chết luôn á. Anh qua cho em làm nha. Cái thằng này. Mẹ. Nè, em gọi anh qua nhà có chuyện gì không? Em có bất ngờ muốn dành cho anh đó. Bất ngờ cái gì không biết nữa. Em lúc nào cũng bày qua cái trò gì đâu không à. Có biết là dạo này anh bận lắm không? Anh bận tán gái rồi. Tân. Ý ơi, Cái này là lần đầu của anh á. Anh chót dại, anh hứa với em là từ lần sau anh sẽ không như vậy nữa đâu. Đây không phải lần đầu của anh, cũng không phải anh chót dại. Tôi đã tìm hiểu rất rõ rồi. Không chỉ mỗi cô ta đâu, anh còn cặp kè với 3-4 người nữa lận. Ủa sao anh biết rõ vậy? Anh không thích tôi cũng được, anh phản bội tôi cũng được, nhưng mà tôi nói cho anh biết, anh đừng có bao giờ lợi dụng tôi. Tôi không phải con ngu. Còn nữa, kể từ giây phút này, tôi với anh không còn liên quan gì nữa hết. Và anh cũng không cần tới xưởng với cha làm cái gì nữa. Em cho anh xin lỗi mà. Anh biến đi. Anh từ ở đâu chui ra thì anh lăn về chỗ đó đi. Biến.